Kênh này lên kênh rồi cho lên những ruộng lúa núi đồi đẹp không? Cái chỗ này mà chút nữa chiều mặt trời xuống thấp một chút là đẹp. Còn bà con đã làm ruộng ở dưới này nè. Sản lúa bên sông này ngày nào hai đứa anh hứa yêu em nhiều trong anh này không đi xả lúa mất đành sao nhìn dòng sông buông trôi hương sao đám lúc bình theo con nước vô tình mang thuyền anh trôi mãi về. Sông lặng trôi cánh con chim nhổ chiều lẻ cỏ là cái gì này bình thở than gian dở cũng tình mang này cái dặm đang đã mới xuống giống, ta cắt xong rồi ta trồng lúa mới. Bỏ em một mình trên bến vắng đời mong chiều qua bến sông hiu hắt bóng con đò vắng vắng câu hò điều buồn khúc hát tương. Sông này xanh xanh ở dưới ruộng đó là mạ đó nha bà con. Mạ là cây lúa non này quên mất đành sao nhìn dòng sông buông trôi hương sao đám lúc bình theo con khoái cái này mà chút chiều một chút nữa chỗ này cũng đẹp lên nè. Nắng mặt trời nó lặn xuống nó ra mấy cái màu đỏ này nè. Cái gì là 1:25. Người đi bên vắng đò qua bao nỗi xót xa trên dòng sông chiều hò em màu lục bình trôi tím cả bên sông chiều tím cả cuộc tình ta. Bốn tiếng được 100 ngàn ở dưới quê sống được chi phí ngày đi xả lúa sông lặng trôi cánh chim chiều lẻ bàng lục bình thở than gian dở khúc tình ta thu hoạch lúa chín xong rồi giờ ta ra ta xả lúa mới. Ở miền Tây thì lúa gạo thì sao không có sợ thiếu, chỉ sợ nó lên giá thôi. Nếu ngoài Trung Quốc nó cần á là nó
nó mua gạo là gạo lên giá. Lên giá bà con nông dân khỏe, nhưng mà dân mà ăn gạo thì lại phải mua gạo mắc. Đó, nó dính liền nhau đủ thứ chuyện đó. Với cái cờ mà bà con thấy người ta dựng cây có cái bịch treo treo đó, là người ta cấm người đi vô trong trong cái ruộng đó. Nó là cái kiểu như là cái dấu hiệu để cấm. Ví dụ bãi cỏ mà người ta cấm cái cây đó lên đó, có nghĩa là người ta cấm không cho người ai tới cắt cỏ. Còn ruộng mà có rơm á, người ta cấm cái cây, nghĩa là người ta cấm không cho người đi lấy rơm. Ở theo cái nguồn nội đồng mà hay thấy cái dến nào, cái dến hoặc là người ta kêu một cái đúng. Cái này á là người ta chặn, người ta chặn ngang đường nước để cho con cá nó trên đồng á. Nó vô đây nè, thằng ta bắt nè. Mà cá ở chỗ này á, thường là cá rô đồng. Đây mà con đông đó nè. Con ruộng mà xanh mạ vậy nè, là người ta cấm, như là người ta cấm không cho người đi vô. Mấy người ta đi kiếm cua, kiếm ấp rồi này nọ đó. Nó có cái dấu hiệu của nó hết, tại vì nhiều khi mình ở chỗ khác mình không biết, chứ ở đây là người ta cấm vậy là mấy người dân nông dân ta biết. Nửa ba giờ mấy, 4 giờ, cái này ta kêu cái đúng, cạn nước hết rồi đâu có bắt được nữa. Ta phải đăng, có cái lưới đăng ngang, ta chặn đường để cho con cá nó vô trong đó. Rồi sáng sáng người ta ra, ta dở. Mà cái này là hết nước rồi, đâu có còn cá rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kênh 15. Nó chạy ra đốt bên kia đó. Đi ra đốt bên kia là kênh 13. Câu cá ở đâu vậy? Câu cá hay câu ếch? Ta bán để trồng cây khác.